Cô gái hoảng sợ khi thấy người đàn ông lạ làm chuyện kỳ dị trước cửa nhà lúc nửa đêm. Gần 1 giờ sáng, cả gia đình đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ. Cô gái liền bật camera, check xem ngoài sân có chuyện gì, thì hiện lên trước mắt cảnh tượng vô cùng quái gở, khiến cho cô bỗng chốc nổi cả da gà. Trên màn hình điện thoại là một người đàn ông lạ hoắc, đội mũ bảo hiểm xuất hiện ngay trước cửa nhà cô. Cô nàng nghĩ bụng có thể là trộm hoặc ai đó bị tâm thần đi xin xỏ linh tinh lúc đêm khuya. Tuy nhiên, người đàn ông trong tư thế quỳ ngồi, chắp tay rồi vái liên tục khoảng tầm 10 mấy cái. Cô gái thấy vậy thì hơi sợ, cho rằng ông ta say xỉn, hành động trong vô thức. Thế nhưng, sau khi lại xong, người đàn ông ngồi lại chỉnh chu, ngay ngắn, hai bàn tay làm ký hiệu gì đó bí ẩn vô cùng và lẩm bẩm trong miệng không ngừng. Cứ như vậy được khoảng hơn 1 phút, ông ta lại chắp tay, cúi gập người, vái thêm vài cái nữa. Lúc này cô gái lạnh hết sống lưng, bởi sau khi quan sát một lúc, cô thấy người đàn ông lạ mặt kia không hề có dấu hiệu say xỉn mà cứ liên tục làm mấy thứ khó hiểu giống như cúng bái thứ gì đó. Sau khi cô gái đăng tải video hỏi cộng đồng mạng trường hợp mà gia đình mình gặp phải, nhiều người nổi cả da gà, hốt hoảng vô cùng, cảnh báo có thể nhà cô đã bị bỏ bùa và khuyên cô nàng nên nhờ thầy xem hộ. Tài bắt ấn lại 12 cái kia, nhà chị bị bỏ bùa rồi. Xem lại video thấy 12 lại, có chuyện rồi đấy, đi xem thầy đi. Nếu đúng như tôi nghĩ thì người đó trước khi lại 12 cái thì phải đọc một bài chú nữa. Gia chủ xem lại xem có quen người này không và có xích mích gì hay không nhé. Còn bạn, bạn có biết ý nghĩa của hành động mà người đàn ông thực hiện trong video hay không? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé.